cái cuốn sách này á, trong cuốn sách này là tôi mới nhắc tới công thức làm giàu, chị nhớ không? Của tác giả đây mà tôi đã viết trong đây rồi, trước đây rồi, đúng không? Có cái lời tôi luôn đây rồi. Thì cái giá sách này á, lần trước nó là giá 89 ngàn, mấy lần trước tôi bán 200 ngàn, hôm nay tôi không bán dành một giá một quyển này tặng cho chị nào, chị này nhận quyển này. Bây giờ khi có cơ hội, giả sử tôi chia sẻ cho chị kiến thức rồi, bây giờ có việc còn lại là khi nó có xuất hiện cái những cái tín hiệu này thì tự chị phải vào. Giả sử như trong trường hợp có tôi sẽ hỗ trợ cho chị để chị giao dịch được không, được tự vào thì không thấy ai đặt được mình. Còn đương nhiên giả sử như mà còn giả sử như anh chị còn muốn có dịch vụ để gọi là tự mà gọi là tự còn đến giúp cho anh chị luôn, thì là phải có dịch vụ khác đó là liệu mình được có duyên hay không nữa, thấy không đó. Thì đó tóm lại là gì, có việc rồi là để ra phải dỗ chúng ta phải khi nắm bắt cơ hội, khi có cơ hội thì chúng ta phải tự chủ động. Không thấy ai đem thấy thì đưa lên là rất nhiều, chị vô tay lên rõ ràng là giờ không còn một cái ui ai cho ai được hết, còn ai ra thì chị biết nhận thì được, thì đúng vậy thôi, tín hiệu đó có đó, nhưng mà chị dám vô không? Vô ai vô thì người đó, ai vô ở trên thị trường thì người đó có lại đúng xu hướng thôi, vậy thôi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để theo dõi video, like và subscribe ngay để có thể cập nhật được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.